Tức là làm theo team thì mình phải phải phải, phải quan sát nó là cái gì chứ, vì cứ ào ào một người nói. Rồi đẩy ra. Em đứng yên một chỗ, em cố định một chỗ. Đích của những bông hoa này vô là để che đi những cái chỗ hết trống. Đầu tiên mình sẽ ưu tiên đầu tiên là những cái chỗ nào trống trước, không phải là cứ chọt cho xong để lấy lương đi về ha. Mấy bạn tin không, có những trường hợp là rách quần luôn các bạn. Rách nhưng mà cũng không được nghỉ nha. Rách mấy bạn sẽ lấy một cái vải mấy bạn chùm lại bằng cắm hoa tiếp. Tại vì thời gian giờ thay quần là bẻ xô đó các bạn. Mọi người hỏi là mình có mệt không? Mình mệt, nhưng mà một trong những cái động lực lớn nhất của mình đó là gì bạn biết không? Đó là tiền đó các bạn. Tại vì khi làm xong đẹp như thế này ai vô cũng thích đó, người ta trả tiền, người ta còn bo nữa chứ, người ta không có ai chê đâu, cho nên là kệ nó. Cứ mỗi lần mình làm xong thì thôi kệ, cố gắng đi, hết ngày hôm nay ngày mai tiền lại vào tài khoản. Tin tin. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip cho mọi người thấy được là khi mà chúng ta làm thực tế một cái trang trí một cái đám cưới tại thực tế sảnh thì mình sẽ làm như bước thế nào. Bây giờ mọi người có thể nhìn xung quanh ở đây có rất là nhiều người. Ekip của mình thì đã có mặt từ buổi lúc khoảng chừng là 12 giờ trưa là được vào hàng và làm lên những cái như thế này. Tuy nhiên thì mọi người biết rằng là đối với những cái trung tâm tiệc cưới thì không phải lúc nào mình sẽ được vào sớm, là bởi vì tùy theo cái tình hình mà người ta khai thác cái sảnh tiệc, cho nên là người ta sẽ cho mình vào sớm hay trễ. Và ngày hôm nay bên Tứ sẽ được làm ở đây khoảng tầm 2 giờ trưa mới được ra bên ngoài lobby để mà trang trí lên. Và hôm nay Tứ có 2 tiệc ở đây, và 2 giờ trưa cho đến 5 giờ chiều. 5 giờ chiều là thời gian cuối cùng để phải bàn giao. Mọi người sẽ chạy như thế nào ha. Bây giờ mình sẽ chạy. Ở đây các bạn đang bắt đầu dọn những cái vị trí này để có chỗ để làm. Mọi người có thể quan sát thử ha. Rồi bây giờ là mỗi bạn một bó hồng nha, mỗi bạn một bó thôi, mình tách ra. Cái kéo mới mang vô đầu tiên. Cái bịch. Trung ơi. Rồi khoan mấy bạn về đây, nó nghe nè, khoan, tập trung về đây. Mấy bạn sẽ lấy hết toàn bộ cái hoa này dồn lại một chỗ nè, mở giấy ra hết đi, được chưa? Mở giấy ra dồn lại một bộ nhanh, lại đây. Cho mượn một cái kéo nhanh, rồi. Làm trong tư thế đứng nha, không được trong tư thế ngồi, tại vì khi mà tụi em ngồi tụi em sẽ mỏi mệt và làm không năng lượng. Kéo đứt đây. Rồi các bạn ơi, làm trong tư thế đứng giùm anh nha. Rồi. Rồi, băng này tuốt chỗ này đi. Tiếp tục mà em qua khi bung một cái đống mới đi cho mọi người làm. Đây. Các bạn ơi nhìn nè. Được chưa? Từng bông một ha. Rất dễ gãy nha. Mình sẽ dắt các bạn giao lưu với một số bạn nữ ở đây. Nhân vật đầu tiên đó là Thảo. Thảo là nhân viên kinh doanh phụ trách chính cho cái tiệc này và cũng sẽ là người cắm hoa cho cái tiệc này. Cho nên là Thảo phải có trách nhiệm. Còn một cái micro nữa ta. Thảo sẽ có trách nhiệm là đi theo cái tiệc này mà để phụ trách cho tiệc chính của mình. Em làm đây lâu chưa? Dạ, em làm 3 năm. 3 năm, chừng nào em nghỉ? Dạ, chừng nào có chồng em nghỉ. Bạn ấy đang có một cái ước mơ là lấy được chồng sẽ nghỉ, cho nên là các bạn biết là ở đây với cái cường độ làm việc như thế này thì nó rất là vất vả, cho nên là ai đó có thể hốt bạn đi giùm. Bạn kể là hôm qua có một người khách đó, nói sao? Khách nói gì em? Khách nói là thằng nào nó đuôi mà nó không thấy được con vậy các bạn. Nhìn cũng đẹp, cũng chịu đầu tư sửa mũi, bơm môi các kiểu. Không ai quen hết trơn. Dạ. Rồi các bạn thấy là để mà làm được một cái tiệc như thế này thì nó đòi hỏi cái kỹ năng rất là lớn. Thứ nhất là mình phải quản lý được cái team. Khi mà chúng ta làm việc đó, chúng ta quản lý team nhóm là một trong những cái việc cực kỳ quan trọng. Bởi vì nếu mình không quản lý được team nhóm thì chắc chắn là mình sẽ không có vận hành được một cái lượng công việc lớn được. Tại vì có những ngày bên Tứ tới 20 tiệc, có những ngày là tới 20 tiệc. Khi mà nói ra thông tin thế này thì có nhiều bạn sẽ cảm thấy rất là consider, cảm thấy ồ tại sao có thể làm như vậy được. Thì tại sao thì các bạn có thể nhìn thử ha. Tức là công ty Tứ thì rất là nhiều nhân sự cố định, nhưng ngày hôm nay các bạn sẽ không thấy những cái nhân sự lớn ở đây. Bởi vì các bạn đang chạy rất là nhiều sự kiện cùng một thời điểm này. Ngày hôm nay bên Tứ có tổng cộng là 12 tiệc, bao gồm chữa trang trí gia tiên và trang trí ở nhà hàng. Đó. Những ai theo dõi thì chắc chắn sẽ biết là bên Tứ nhiều tiệc rồi. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy là khi mà mọi người làm như thế này thì rất là cực. Cái nghề này đòi hỏi là phải tiểu tiết rất rất là nhiều các bạn. Rồi đi tiếp đi, quay tiếp cho mọi người xem. Mọi người sẽ quay cận như mấy em đang làm hoa hồng luôn, cho mọi người sẽ thấy được cái quá trình mà mình làm hoa hồng nó sẽ như thế nào nha mọi người. Còn kéo nào đâu? Đây là hồng O'Hara nha các bạn. Đây là O'Hara Đà Lạt. Đặc tính của hoa hồng này thì nó rất là thơm, mà nó được cái là nó sao ta?
nó có mùi thơm và nó nở, nó nở được hết nguyên bông luôn, nó lòi được cái nhị ra bên trong. Tiến cho một cái kéo. Mình sẽ giống như cắt cái hoa này ra để một lát mình cắm lên cái lớp cho nó bung ra. Tức là cắm hoa thì mình sẽ có 3 lớp. Cái lớp quan trọng nhất là cái lớp cắm bung ra. Cho nên cần là phải cho nó bung tủa ra. Mà nhìn cái bông hoa hồng này nhìn nó vậy thôi nha. Nhưng mà khi mà mình làm xong mình sẽ tách nó ra. Và sẽ tách nó ra thì nó sẽ nở nè. Mà để nó tách cho nở như thế này thì nó phải đủ nước. Có nghĩa là mọi người phải ngâm nó qua một đêm để cho nó hút đủ nước rồi đó. Thì nó sẽ lên ra. Đây. Nếu mà các bạn mà có thể cảm nhận được thì nó rất là thơm. Nó được lai bởi giống nhập á, cho nên đó, cái nhụy nó rất là đẹp. Thơm. Em ơi, một bạn đứng lên sau đi lấy cái bông như thế này nè, cứ sắp vô khoảng chừng cái đầu như vậy nè, khoảng chừng 20 bông mang qua đây cho anh cắt nha. Đó là những cái bông nào mà tụi em đã tuốt rồi đó, tụi em sắp lên đưa qua đây cho anh. Em dùng kéo đó làm gì? Dạ, chị kia cắt một cái rồi. Chị có cái kéo về chị bỏ tụi em đâu. Em ơi tập trung bên này chứ không đi qua đó cắt. Bên chút bên này nè. Em trai đưa đây. Rồi em lấy đưa cho. Em ơi em đi thu gom hết tất cả các bạn luôn. Các bạn tốt đừng đạp lên ha. Còn mấy bạn tốt thì cứ tốt đi. Các bạn tốt cứ tốt đi. Một bạn mình lại ngay đi gom luôn. Rồi ai gom giùm anh nha. Rồi em có khoảng chừng 20-30 bông các em đưa qua cho anh. Nếu mà bạn nào mà chúng ta yêu thích nghề trang trí cưới thì mình có thể xin vào những công ty trang trí cưới giống như của Tứ á. Mình làm bạch tham một thời gian, sau đó mình có thể hiểu được cái nghề này và mình có thể làm thợ đi làm được. Nghề này không cần bạn phải giỏi, không cần bạn phải có mắt thẩm mỹ gì đâu. Rồi bạn làm riết rồi bạn sẽ quen à. Khi bạn quen thì tự động bạn sẽ tự giỏi lên được. Ủa mấy bạn làm đây lâu chưa? Có ai làm đây lần thứ hai chưa? Ba lần hả? Sao? Lần à vậy hả? Làm mấy lần rồi? Lần thứ ba hả? Mà sao không nghỉ? Bình thường không? Thấy cực không? Vui không? Đi đâu thì vui. Đi đông vui phải không? Đông vui thì em làm hả? À tức là em chỉ làm những nơi nào nó vui thôi, còn nó không đông là. À đâu anh em, ở đây anh em của em lại. À vậy tụi em chung lớp hả? Không, ý là chung trường. Chung trường hả? Nhưng mà ý là tụi em lớp mấy? Lớp 11 tụi em đi làm vậy rồi thời gian đâu học hành. Rảnh đi làm. Là nhưng mà ý là rảnh là cứ đi làm hả? Bên Tứ sẽ có một cái bạn là chuyên môn tuyển những bạn CL, tức là những cái bạn mà bạch tham á. Thì mấy bạn nó sẽ liên hệ với bạn này. Là sao sao sao? Anh thêm một giải bài nữa nên mình tranh phòng tốt cái này mình giờ vô. Những bạn này sẽ liên kết với những bạn đó để mà có thể đăng ký giờ để làm. Mình sẽ chia rất là nhiều ca, trung bình mỗi ca là sẽ từ mấy tiếng các bạn? 8 tiếng đúng không? 8 tiếng. Nhưng mà cái tỷ lệ mà một người mà đi làm bạch tham xong rồi quay trở lại làm, ví dụ như 10 người thì hết 8 người nghỉ luôn, không bao giờ quay trở lại đâu. Tại vì thứ nhất là nó rất là cực. Nó rất là cực đó. Ở trong cái tập này thì mình sẽ quay cho bạn mọi người coi cái quá trình này thôi. Một xíu nữa mình ra bên ngoài, nếu mà đủ thời lượng thì mình sẽ quay cho mọi người coi cái cách mà bên mình dựng một cái sản phẩm là khu chụp hình như thế nào để mọi người hình dung được. Thì với lại là thời lượng của YouTube thì nó cũng tầm khoảng 8 phút là ok. Thì bên mình cũng sẽ giới hạn là quay khoảng đâu đó tầm 8 phút để chia sẻ những cái ngắn cho mọi người trước. Thì trong cái số này mình sẽ quay tầm 8 phút trước ha. Một xíu nữa mình sẽ quay bên ngoài cho mọi người có thể hình dung được cái đó. Rồi đến đây thì hy vọng là một xíu mọi người có thể follow thêm cái tập tiếp theo và sẽ theo dõi những cái sản phẩm của mình. Cảm ơn và xin chào. À và đừng quên nhớ là like cũng như là kênh Simon Tử Vlog nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.